Túi lưới nhựa được sản xuất trực tiếp tại công ty Thanh Hà nên có đa dạng về mẫu mã, màu sắc và kích thước. Chất liệu túi được làm từ nhựa nguyên sinh PE nên đảm bảo độ an toàn cao khi đựng thực phẩm. Túi có độ bền cao, có thể tái sử dụng lại nhiều lần, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nên sự chính xác về thông số kỹ thuật của túi là rất tối ưu. Đồng thời, kích thước của túi lưới vô cùng đa dạng. Công ty đang có sẵn các kích thước như 25cm, 35cm và 40cm, thích hợp dùng để đựng nhiều loại hoa quả có trọng lượng khác nhau. Ngoài ra, kích cỡ túi lưới nhựa còn có thể được cắt theo yêu cầu của khách hàng, tiện lợi để ứng dụng rộng rãi trong đời sống như bọc trái cây, bọc bưởi da xanh, bưởi lăm roi, bọc hành tỏi, rau củ quả và bánh kẹo. Mỗi một túi lưới đều có móc khóa riêng bằng nhựa. Ngoài việc cố định túi, móc khóa còn có thể làm quai sách để cầm. Kích cỡ đa dạng, có thể đựng được nhiều loại trái cây có trọng lượng từ 100g đến 2 hoặc 3kg. Thiết kế của túi bắt mắt với nhiều màu sắc như xanh lá, vàng, đỏ, trắng và nhiều màu khác nữa, làm tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm và hoa quả. Bên cạnh đó, cấu trúc sợi lưới đan xen có độ co giãn và độ thông thoáng, giúp bảo quản hoa quả không bị ẩm mốc hay úng do ứ đọng hơi nước. Túi lưới Thanh Hà, thương hiệu uy tín trên thị trường. Túi lưới nhựa là dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Thanh Hà. Chúng tôi cho ra thị trường các dòng sản phẩm như bao lưới đựng trái cây, túi lưới treo hành tỏi, túi đựng phân tan chậm, lưới chụp hoa, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng, giúp nâng cao giá trị nông sản, tăng giá trị thẩm mỹ, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nông dân. Đây là mục tiêu mà túi lưới Thanh Hà luôn hướng tới, trân trọng và phát triển để tạo lên một nền tảng nông nghiệp vững mạnh. Sản phẩm túi lưới nhựa với những tính năng nổi bật như được cấu tạo từ các sợi lưới mỏng nhỏ nhưng có độ bền dẻo dai, chịu được sức căng tốt, các mắt lưới thông thoáng, không gây bí nóng hấp hơi trong thời gian dài sử dụng. Túi lưới đựng đồ, túi lưới đựng phân có độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp bảo vệ môi trường, hướng tới cuộc sống xanh. Hãy cùng trải nghiệm thêm những sản phẩm mà túi lưới Thanh Hà mang đến cho khách hàng. Và đừng quên, nếu bạn đang cần tìm mua túi lưới đựng hoa quả giá rẻ trên toàn quốc, hãy đến với công ty Thanh Hà. Chúng tôi cung cấp cho bạn sản phẩm chất lượng với giá bán rẻ cực sốc. Hãy liên hệ ngay với Thanh Hà, nơi cung cấp túi lưới nhựa đựng hoa quả các loại giá rẻ, bằng cách gọi điện trực tiếp vào số hotline hiện trên màn hình để được nhân viên của chúng tôi tư vấn và hướng dẫn bạn cách đặt hàng nhanh chóng nhất.